Mày nói mau, mày là ai, từ đâu tới đây? Tên Minh Đạt, có quan hệ ra sao với các người? Các ngươi thiệt là to gan. Các ngươi chán sống rồi sao? Chủ nhân ta đã căn dặn, nếu như ngươi không khai thiệt thì bọn ta sẽ quăng ngươi xuống đây. Quăng ngươi xuống đây? Bây giờ á, hai đứa mình quăng nó xuống vực cho đảnh nợ, rồi về báo công tử nữa chứ. Hay là vậy ta, vậy chó lẹ. Đúng rồi, đi lên. Chịu tay. Tiêu nhân trọng trị, xin Lý công tử tha tội. Tại sao các ngươi biết ta ở đây mà ứng cứu? Cũng may nhờ tráng sĩ đi theo dõi và cấp báo cho chúng tôi biết, cho nên chúng tôi mới đến đây giải cứu công tử. Lý công tử, giờ xử sao với hai tên này? Những chuyện này chắc phải nhờ quay phong của Lý tướng quân để tra tay diệt tận gốc bọn súc sinh này. Lý tướng quân, quân ơi, cứu đệ đi quân. Quân, tại mày chứ thằng này á, hai cho con hai tao bây giờ phải ngồi đây với tụi bay, có thấy không? Đại không có ông đó. Mấy ông cứ ăn cho cố vô để liên lụy tới mọi người nè. Tại đó đó, quân báo đó, quân im đi, tại đó đó, tại đấy. Im lặng. Ta phụng mệnh thiên tử, cũng như thừa lệnh thượng thư bộ hình để mở phiên xử này. Các ngươi đã nghe được toàn bộ tấu sớ của các ngươi do dân người ta tố cáo các ngươi. Chẳng qua là một chức quan huyện bé nhỏ mà lại cấu kết thông đồng với bọn lưu manh để hạ hiếp dân lành, vu khống hãm hại người ngay, còn bắt cóc và diệt khẩu. Dạ thưa đại quan, tiểu nhân có biết gì đâu. Là do mày đó. Tại sao mày không chết đi hả? Mày đúng là đồ ngu đồ đần mà. Mày phá hoại tao như vậy à, mày vừa lòng chưa? Sao lúc nào huynh cũng chưa để trơn vậy? Chứ lúc đại về công tử Khánh đó, kêu người về đưa vàng đưa bạc cho huynh đó thì sao? Mày khổ gì huynh. Dù ta đã mang